Chào các bác nha. Hôm nay mát trời, em ở nhà livestream cái chỗ ong là hôm qua em đi bắt được. Thì chỗ ong này hôm qua thì em hơi sơ suất, để trong cái bao trắng này, thế mà nó đục thủng lỗ mà nó bay ra mất khá là nhiều các bạn. Hiện tại nó đang bay lẩn vẩn ở đây này. Thì không biết là với chỗ ong này thì chúng ta sẽ làm gì bây giờ các bác nhỉ? Đây là chỗ em, nó gọi là ong bò vẽ các bác nhá. Không biết là các bác ở chỗ các bác thì gọi là ong gì? Ong bò, ong đất. Ở đây không phải ong đất rồi, đây là ong bò vẽ. Chỗ em gọi là ong bò vẽ. Đấy, một đàn ong này. Khá là nhiều nhộng này. Thấy này. Ok, bọn này nó rất là giỏi chui giúp các bác ạ. Em để trong cái bao này mà nó cắn thủng, nó chui bay ra, sáng nay em phải chuyển sang cái túi này, túi đây. Và chuyển sang cái túi đây, những cái lỗ như này nó còn luồn qua được các bác ạ. Một con ong khá là to, nó đang luồn đây. Đây, đây nó đang luồn đây này. Đây, em phải dí điện. Dí điện cho bọn này nó choáng không nó bay hết. Đấy. Các bác thử tư vấn cho em xem là làm gì với chỗ ong này. Nó ít quá, nó không đủ để ngâm. Chắc chỗ này ngâm rượu chắc là chẳng ngâm được rồi. Nó ít quá. Nhà em thì cũng có ngâm rất là nhiều rồi, nhưng cái mẻ này nó ít quá, chả biết làm gì nữa. Cái tổ này nó khá là bé, cũng rất là ít. Chả biết làm gì với nó các bác. Hôm nay các bác có đi bẫy hay là đi thăm rừng gì không? Các bác nào đi hôm nay thăm bẫy rắn được con rắn nào không? Có nhìn bọn này nó rúc rất là ghê nhé. Em phải kích điện suốt đấy, kích điện cho nó choáng. Bọn này nó khỏe lắm, kích điện choáng nó làm bật ra đấy, nhưng chỉ một tí nó lại tỉnh. Xin chào các bác nha, xin chào 18 bác đang xem. Bác nào đang xem livestream thì hãy chia sẻ cho em. Ở đây có một con ong nó vừa thoát ra, em phải đi bắt này. Chạy mất rồi. Bắt ong bằng cái này rất là hiệu quả các bạn. Bằng cái vật mũi này rất là hiệu quả. Nhưng mà chỉ dí vào cái là nó choáng ngay. Dí vào nó choáng ngay và chỉ một tí sau nó tỉnh dậy thôi. Em nó chờ nó bay vào đây. Để tổ ở đây, bốc chết không? Để tổ ở đây chỉ một tí nữa nó sẽ lại bay vào thôi. Cái gì này, nó rẻ dí điện đây cho nó choáng, cho nó bớt tay ra. Xin chào 21 bác đang xem. Bên em có cung cấp áo bắt ong thôi nhá. Hôm qua em đi bắt cái bộ này thì em có quay lại clip rồi. Thì nếu mà không có cái bộ áo bắt ong chuyên dụng ấy thì bắt những loại ong này rất là nguy hiểm. Nếu như mà nó đốt thì rất là dễ bị đi viện. Nếu mà trường hợp là lặng ai mà yếu có thể gây đến tử vong đấy. Này ghê gớm lắm. Đấy. Cái tổ này thì em sơ suất quá để nó bay đi mất khá là nhiều, chỉ còn lại một ít đây thôi. Và bọn nó đang tìm cách để bay ra tiếp bên này. Này cái lưới này nó khá là thưa. Ong này rất là dễ bay ra các bạn. Đấy, lại một con nó bay ra rồi. Đây chỉ một là bay ra hết thôi. Coi như phóng sinh vậy. Cái này nó chui qua cái này rất là giỏi nhá. Người rất là to mà lỗ rất là bé mà nó chui qua được. Giống như cái bao này hôm qua nó đục thủng các bạn ạ. Đục thủng bay ra gần hết. Còn lại có mấy con này thôi. Một con nó bay.
hai con nữa bay. Ok, em xin dừng clip ở đây nhá. Các bạn là có nhu cầu với cái sản phẩm áo bắt ong bên em thì hãy để lại số điện thoại, bên em sẽ gọi điện tư vấn cho ạ.